Xin chào các bác. Nhà em vừa về thêm một ít đá mài. Thì đây là đá mài thô, đá mài phá đấy các bác. Hiện tại lô đá này vừa về nên là bụi đá, mạt đá còn rất là nhiều. Đây các bác có thể thấy. Thì bây giờ em sẽ rửa đá mài cho nó sạch sẽ. Đây là lô đá có kích thước lặng tầm 2 cân rưỡi 3 cân. Còn một số viên to đây, 6 viên to đây thì sẽ rơi vào tầm 3 cân rưỡi 4 cân. Đá này màu vàng. Có viên thì màu hơi đỏ đỏ, có viên thì màu vàng. Cái này thì có pha màu trắng nữa này. Những cái hạt màu vàng với cái hạt màu trắng thì nó độ thổ nó là tương tự như nhau thôi, nên là khi mình mài phá thì nó cũng sẽ tương tự như nhau, nó sẽ ăn đều đều mặt thôi. Quá đẹp luôn. Thì đá ở bên em thì sẽ bán chủ yếu là theo cân. Thì có những viên nó đây, có những viên ví dụ hai viên này nhá. Đấy, viên này thì bề mặt nó to này, rộng hơn này, viên này thì nó cao hơn này. Đấy thì là kích thước thì nó dài cũng giống như nhau thôi. Đấy thì nhà em cứ bán quy định để theo cân, tầm 2 cân đổ lại thì giá sẽ là 80.000 một viên. Từ 2 cân đến 2 cân rưỡi là 100.000 một viên, và từ 2 cân rưỡi đến 3 cân thì sẽ giá là 120.000 một viên. Và cộng thêm phí vận chuyển. Phí vận chuyển hiện tại thì nó rơi vào tầm 450.000. Có những viên 3 cân thì có thể là nó rơi vào tầm 60.000 của những bác ở xa, hoặc những bác ở trong xã, hoặc ở vùng hơi xa một chút. Thì là phí ship nó sẽ cao một chút. Đây viên này nó rơi vào tầm chắc phải 4 cân rưỡi đấy. Em cân thử xem mấy cân. Ui, viên này 4 cân 9 các bạn ạ. Quá là bự luôn. Siêu to. Rất to luôn. Có mấy đợt về trước thì đá toàn màu đỏ thôi, đẹp lắm. Đá màu đỏ rồi, đợt mấy đợt trước thì về đá màu đỏ như này nhiều đấy. Có đợt thì về đá màu vàng.
có viên màu vàng phá này rất là đẹp, thô lắm luôn. Thì đá thì mình nhìn vào cái độ rỗ rỗ ở trên bề mặt của nó đây thì mình sẽ biết là nó thô tầm bao nhiêu. Nói chung là càng rỗ thì càng thô, phá thì càng nhanh. Tuy nhiên thì dùng trong gia đình thì cũng chỉ cần ở mức vừa phải thôi, không cần phá quá. Đây, ví dụ như viên màu tím này. Còn những bác nào muốn mài nhanh thì có thể dùng những viên phá nó, độ phá nó cao hơn thì mình phá nó sẽ nhanh hơn. Những cái vết gợn, vết quằn hoặc vết mẻ nhỏ, mẻ răm thì khi mà mình mài ở những viên đá phá thô cao này thì sẽ nhanh hơn. Những các bác làm nhà hàng, những các bác thích nhanh thì nó phù hợp hơn. À, viên này màu trắng pha trắng bìm, trắng ngoài bìa. Màu trắng này, cái loại đá màu trắng này ấy, thì mình mài cũng rất là tốt. Màu trắng, màu vàng, màu tím phá đều ok. Có nhiều bác mua đá ở bên em thì thích kiểu viên đá nó vân veo hoặc là nó kiểu nhìn nó đặc sắc một chút đấy. Còn nhiều bác thì chỉ thích là đồng nhất một màu thôi. Đây ví dụ như là tím hết luôn. Hoặc là vàng thì đây vàng nguyên như này. Có những bác thì có thích vân một chút. Đây ví dụ như viên này chẳng hạn. Đấy. Thích như này để ngắm, để chơi. Bây giờ em đã rửa xong chỗ đá mài mới đem về và em sẽ để đây cho nắng nó phơi khô ấy. Thì trong quá trình để thì em có thể là để nghiêng như này thì nó sẽ khô nhanh hơn. Đấy. Đấy.